Và dù mình được học rất là nhiều về việc mà dạy phải làm cha mẹ, nuôi dạy con xuất chúng, trang bị rất nhiều về kiến thức, nhưng mình vẫn gặp vấn đề. Và thực tế thì trong kinh doanh cũng vậy, chúng ta cũng có thể học rất nhiều, học về marketing, về bán hàng, về kế toán, về nhân sự, nhưng có thể trong kinh doanh chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề. Và cái khủng hoảng đầu tiên của mình khi mà đứa con của mình sinh ra đó chính là mỗi một đêm cái đứa con của mình nó tỉnh dậy 3-4 lần như vậy, làm cho mình cảm thấy rất stress, căng thẳng. Ô quái, cái điều gì nó đang xảy ra như thế này, làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì sao? Vợ mình và mình chăm con, nuôi con như vậy thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng, bởi vì đó là con của mình sinh ra vào đúng dịp Tết, bà vú không có ở đây và không có ai ở đây, chỉ có hai vợ chồng, nên là mình cảm thấy rất stress, căng thẳng. Và lúc đó vào một đêm mình đưa ra một cái quyết định, mình phải chấm dứt điều này ngay lập tức. Và ngay lập tức mình đăng ký thêm những cái khóa học về nuôi dạy con mà dưới 1 tuổi, và mình mua rất là nhiều cuốn sách từ cách dạy con của Mỹ, cách dạy con của Nhật, của Israel, rất là nhiều cuốn sách. Và sau đó mình đọc, mình nghiên cứu trong một cái đêm đó cho đến sáng luôn, và mình đã tìm ra phương pháp, đó là mình giúp cho đứa con của mình trong một ngày phải chơi rất là nhiều, và mình áp dụng theo đúng công thức là sáng cho dậy sớm, nếu mà bé chưa dậy thì mình phải khều để cho bé dậy sớm, sau đó mình chơi với bé, rồi sau đó cho ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc theo từng giai đoạn. Thì họ có hướng dẫn giai đoạn nào thì ăn giờ nào, ngủ giờ nào theo từng thời gian ấy. Và sau đó cả một ngày mà chơi nhiều, ăn nhiều như vậy thì đến tối bé sẽ buột ngủ. Và khi bé đến giờ ngủ thì bé sẽ ngủ một giấc từ đầu hôm cho đến sáng luôn. Tức là thường là bé là ngủ khoảng 8 giờ hoặc là 9 giờ tối, sẽ ngủ xuyên suốt đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, và liên tục như vậy. Và từ đó đến bây giờ mình đã giải quyết được khủng hoảng này. Nên mình nhận ra một điều rằng cái việc mà nuôi dạy con ấy, với cái việc kinh doanh nó tựa với nhau. Chúng ta cũng phải liên tục học hỏi, chúng ta liên tục gặp những vấn đề, và mỗi một giai đoạn là một vấn đề, và mỗi một vấn đề đó chúng ta học tập, chúng ta cập nhật, và chúng ta thay đổi, và chúng ta chiến thắng với nó, và xem đó là một thử thách. Và kết quả đó là đứa con của mình trưởng thành và có được sự thành công. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở video kế tiếp nhé.